Trương Minh Tuấn vào lò, Phạm Chí Dũng nói gì để chữa thẹn. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Theo khoảng 3 điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hai ông bị cáo buộc liên quan đến những sai phạm khi thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Trách nhiệm của hai ông trong vụ việc này là một chủ đề được dư luận chú ý trong suốt năm 2018, và ông Trương Minh Tuấn từng thu hút nhiều sự chú ý về những chính sách đã thắt chặt quản lý báo chí, quản lý môi trường thông tin. Vì vậy, trong ba tuần qua, nhiều thành phần chống đối, bất mãn đã khai thác vụ khởi tố hai ông để tuyên truyền, chủ yếu theo ba hướng. Trong hướng tuyên truyền thứ nhất, Họ tận dụng thời điểm này để luận tội ông Tuấn và ông Song. Chẳng hạn họ viết rằng Trương Minh Tuấn từng gia tăng kiểm soát môi trường thông tin, đinh bảo hoặc truy tố nhân sự của các báo Petro Times, tuổi trẻ online, người cao tuổi, thúc đẩy báo chí đồng loạt ca ngợi cha mình là nghệ sĩ Trương Minh Phương và khiến nhà báo Nguyễn Thông mất việc khi ông Thông phê phán các hoạt động ca ngợi đó. Hướng tuyên truyền thứ hai xoay quanh các thuyết âm mưu. Cụ thể trong năm 2018, khi dư luận đề cập đến trách nhiệm của hai ông Son và Tuấn trong vụ Mobifone mua AVG. Phạm Chí Dũng đã tuyên truyền sai sự thật rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bao che không truy tố người cùng phe với mình là ông Trương Minh Tuấn. Do ông Tuấn đã bị khởi tố, khiến thuyết âm mưu vừa nêu trở nên vô giáo trị, Phạm Chí Dũng bị ra hai giải thuyết mới để hợp lý hóa các bài viết cũ của mình. Trong giải thuyết thứ nhất, Dũng đoán rằng sức ép của dư luận mạng và các cán bộ lão thành đã khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải truy tố ông Tuấn để bảo vệ uy tín và hình ảnh của mình trong lịch sử. Trong giải thuyết thứ hai, Dũng đoán rằng một sự biến trong nội bộ giới lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam đã xảy ra, dẫn đến kết quả là ông Tuấn bị truy tố nhưng lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Lào và Campuchia. Tuy nhiên, một số cây bút chống đối khác chỉ ra rằng vì ông Trương Minh Tuấn bị bắt một ngày trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Lào, giả thuyết thứ hai của Dũng không có giá trị. Trong hướng tuyên truyền thứ ba, một số cá nhân chống đối như Phạm Đoan Trang, Lã Việt Dũng viết rằng các quan chức như ông Tuấn sẽ bị xử mức án nhẹ hơn nhiều so với trách nhiệm thật và sẽ hưởng một cuộc sống tiện nghi trong tù. Qua đó, họ công kích tính công bằng của hệ thống thực thi pháp luật. Sau khi xem xét các luồng dư luận vừa nêu, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, Chúng tôi mong hai phóng viên cao quý nhất của Lan Báo Lê Trái là Phạm Đoan Trang và Phạm Chí Dũng, hạn chế sản xuất các thuyết âm mưu và lời tiên tri. Khi ông Trương Minh Tuấn chưa ra tòa, Đoan Trang không nên viết rằng tòa sẽ thiếu công bằng khi xét xử ông Tuấn. Khi không có bằng chứng nào cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chịu sức ép của các cán bộ lão thành. Hoặc vừa có chính biến trong giới lãnh đạo, Phạm Chí Dũng không nên viết những giải thuyết này ra. Phóng viên nên đưa những tin tức đáng tin cậy thay vì làm thầy bói. Thứ hai, vụ khởi tố ông Trương Minh Tuấn đã phủ nhận các tin đồn mà Phạm Chí Dũng tung ra hồi năm ngoái, rằng cuộc chiến chống tham nhũng chỉ là một đợt thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng. Trong đó, ông Tuấn được bao che. Trong bối cảnh này, Dũng nên xin lỗi độc giả vì đã đưa tin sai sự thật, thay vì chữa thẹn bằng cách bị thêm các thuyết âm mưu mới mà chính các trang lề trái cũng nhanh chóng chỉ ra là có sơ hở